Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Tanaka. Và nó có tên riêng nó là TBC 340S các bạn. Cây này là Tanaka nội địa nha. Nó không có đề chữ Tanaka mà nó đề tiếng Nhật không nè các bạn. Nhưng mà đối với mình thì mình nhìn cái máy là mình biết của thương hiệu nào rồi ha. Đây, các bạn quan sát cận xem nha. Đấy, TBC 340S. Nó cái chụp giật này, chụp giật trợ lực nha các bạn. Trợ lực giật rất là nhẹ. Các bạn nhìn xem cái nòng nó nè. Cái này mình chưa đụng tới tí xíu nào hết, không có về đổ xăng vô là nổ các bạn. Đây này quá đỉnh luôn, nguyên zin hết, chưa có đụng. Nó chạy cái chế quạt khí tự động các bạn, chạy chế quạt khí quanh rổ tự động. Nắp xăng nó có lỗ thông hơi nha các bạn, dòng máy này nắp xăng có lỗ thông hơi mà rất là đã luôn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt, xăng cộng với nhớt. Với tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên dùng là 50cc nhớt trên 1 lít xăng nha các bạn. 50cc nhớt đó là một cái tỷ lệ tối thiểu nha. Các bạn có thể pha 60, 70 cũng tùy theo cái máy ra khói nhiều ít ha. Nếu mà ra ít quá các bạn có thể tăng lên 60, 70 cho cái máy mình nó bền ha. Bạn thấy hệ thống thông hơi của nó rất là chuẩn ha. Nó có lớp B một chiều ở trong đó các bạn. Tổng thể cái máy thì cực chắc luôn, rất là đẹp, zin nguyên bản hết. Từ cái bô cái gì cũng zin hết. Chụp bộ gì đây. Cái bô lửa trắng phao luôn. Công tắc nó được bố trí ở đây nha các bạn. Tay nắm nè, móc dây đeo nè, tinh luôn. Cầm công tắc nha, tay nắm phía trái, tay nắm phía phải mình độ công tắc, độ tay ra bóp cho các bạn xài cho sướng ha. Các bạn thấy cái biểu tượng này thì cũng biết của Tanaka ha. Đây, biểu tượng của nó là tượng này nè, của Tanaka đó các bạn. Đây, trắng cỏ zin của nó còn nguyên luôn nè ha, trắng tinh luôn. Cùi nó nè, cùi của nó to đùng luôn. À, cần lắp đây, cần lắp 26 nha các bạn, cần lắp 26. Máy 34 cho nên nó thiết kế là cần lắp 26 nha các bạn. Máy 34 nồng 37 ly nha các bạn. Nòng là 37 ly. À, cái này nòng 38 ly các bạn. Nòng 38 ly nha. Nó tương đương với cái con 368 các bạn. Ở đây nó chống mài mòn khít cháy luôn ha. Và nó có chống dính cỏ. Chống dính cỏ đây. Các bạn thấy chống dính cỏ nè, chống dính cỏ cái chén này khít cháy luôn ha. Và nó có cái chống mài mòn nè. Chống mài mòn này nãy mình không có, mình quên gáp vô ha. Ở đây cái chống mài mòn này nó úp phía dưới này nè các bạn. Trước khi mình úp cái chống mài mòn này vô trước ha, mình dặn con ốc này vô sau. Chống mài mòn nó đậy kín cái miếng lông đền này còn trắng tinh luôn các bạn. Ở trong còn nhẵn nghính nè. Nó có đầy đủ hết, chống mài mòn, chống dính cỏ thì có đầy đủ hết các bạn. Tổng thể cái máy này trắng tinh ha, chi tiết rất là đẹp luôn. Nòng 38 ly, nòng 38 ly 34cc nha các bạn. 34cc rất là khỏe. Nhưng mà cái dòng máy này là thuộc dòng máy thế hệ mới của Tanaka nha. Nó có hãm thanh nha,
có hãm thanh, tiếng chạy rất là êm ái luôn. Do nó thiết kế hệ thống hãm thanh nó không cho mình bị điếc tai đó các bạn, bảo vệ tai, tại các đời sau này nó đều hãm thanh hết các bạn, cho nó êm ha. Rồi để mình nổ thử cho qua xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng ha, đóng e ha, e gió đây ha, sặc lên một tiếng mình mở e ra mình giật tiếp thì nó sẽ nổ nha các bạn. Đấy, nhưng mà bây giờ nó đã nổ xong rồi, mình kéo là nó nổ thôi. Đây, cái chụp giật trợ lực, giật nhẹ xìu các bạn ha. Tắt nha, giật nha. Mình giật cái này không phải là giật ngắn dây được ha, giật hết dây thì tự nó nổ rồi ha. Đây, nó trợ lực mà là mỗi cái loại trợ lực khác, loại này kéo dây ra hết dây là nó nổ ha các bạn. Kéo nhẹ lắm các bạn, kéo rất là nhẹ, nhưng mà kéo cái đoạn dây dài nó mới đủ sức để nó qua tua nó nổ ha. Cũng không có phải hết dây đâu ha, các bạn thấy mình giật đoạn là nó nổ. Kéo nhẹ nhàng thôi các bạn, không có lấy sức nha. Rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Rồi cái video mình giới thiệu cây Tanaka TBC340S đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.